Nếu như mỗi con người sinh ra đều có một sứ mệnh, một nhiệm vụ với cuộc đời, thì với chúng tôi, những nhân viên đang làm việc tại Anmat, sứ mệnh ấy là mong mỏi được sống, cống hiến và để lại một điều gì đó đẹp đẽ cho đời. Cảm ơn tập đoàn đã và đang là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm và hiện thực hóa sứ mệnh của chúng tôi, giúp tuổi trẻ chúng tôi sống có lý tưởng, có trách nhiệm để cùng nhau xây dựng một Việt Nam, Mỹ, Tinh, Vinh, Phúc. Cảm ơn Chủ tịch đã và đang là người thuyền trưởng tài ba, anh minh và sáng suốt của chúng em. Việt Nam cần lắm những người như anh. Chúc Chủ tịch, chúc tập đoàn một tuổi mới với những điều phi thường mới mang tên Việt Nam.